Xin chào tất cả các em đã đến với kênh bé Út Chi Bi. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay rất là đơn giản nha. Là bây giờ á, mini game này là của của ngày 21. Mini game ba bạn này là những bạn mà may mắn là đã được lọt vào top may mắn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm thử xem đơn hàng nè. Cái tên nào sẽ là may mắn đến cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xem bạn nào là bạn may mắn ha, chúng mini game của ngày 21 tây nha, 21 tây tháng 8. 1 2 3 1 2 3. Rồi rớt ra rồi, để chị xem bạn nào sẽ là người may mắn chúng nha. Thảo Vi Channel, chúc mừng em đã là người may mắn cuối cùng trúng mini game nha. Thảo Vi Channel nha, để chị bấm rõ hơn cho tụi em xem nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ được cùng đến với kiểm tra đơn hàng của ngày 22 tây tháng 8 đó mấy em. Thì ngày 22 tây tháng 8 chỉ có bao nhiêu đây đơn hàng thôi. Lý do là vì shop bận nên có khóa máy ha. Đến lúc mở lên thì chỉ được nghe được bao nhiêu đây đơn thôi nè. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay khá là đơn giản nha mấy em. Rồi chúng ta sẽ cùng dò nhỏ những lá thăm này ha. Rồi sẽ bốc thăm xem bạn nào là bạn may mắn trúng mini game. Đây là danh sách nha. Mấy em có thể chụp màn hình lại để xem rõ là có tên mình hay là không nha. Chị nghĩ là sẽ thấy rõ, rất là rõ ha. Rồi bây giờ chị sẽ dò nhỏ mấy miếng thăm này lại nha. Trong khi chị xé nhỏ mấy miếng thăm này lại thì mấy em có thể gọi đặt hàng bên shop chị là số điện thoại là 0937899707 nha, để được đặt hàng nhanh nhất nha mấy em bé Út GP nha. Nếu mấy em có nhắn tin ở trên Facebook á thì chờ nhớ để lại cho chị họ tên, số điện thoại và địa chỉ ha, chị sẽ liên lạc lại khi mà thấy tin nhắn của mấy em nha. Và đặc biệt là mình phải xin phép ba mẹ trước khi đặt hàng nha mấy em, để không là khi hàng tới ba mẹ sẽ la nha. Và bây giờ lá thăm cuối cùng cũng sẽ đã được dò nhỏ rồi đây. Bye bye. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành móc thăm nha. Quay cho nó thật đều mấy em ạ. Bạn nào là bạn may mắn sẽ được trúng phần quà mini game ngày hôm nay nha. 1, 2, 3 1, 2, 3 Rồi, đã có phiếu rồi. Không biết bạn nào may mắn trúng đây ta. Rồi, xin chúc mừng đơn hàng của Thiều Châu và Gia Hân nha. Chúc mừng hai em đã trúng mini game nha. Và chị cũng nói luôn ha, nếu mà mấy bạn nào mà muốn đặt hàng chung với nhau đó, có thể rủ bạn đặt chung nha. Và phí ship á, mấy em sẽ được nhẹ phí ship đi ha. Thì mấy bạn có thể đặt chung với nhau nha, hai bạn, ba bạn gì đó ở chung lớp á, mình muốn đặt hàng mình có thể đặt chung với nhau nha mấy em. Rồi mình để sang một bên, mình sẽ tiếp tục kiểm tra đơn hàng, các đơn hàng của ngày hôm nay nha. Đơn hàng đầu tiên của ngày hôm nay là của bạn Duyên Thanh. Duyên Thanh, tổng số tiền là 183.000. Chúng ta cùng xem nha, trong đơn hàng này có gì đặc biệt nè. Đơn hàng này của bạn có đặt là ba cái váy thủy thủ màu đỏ nè mấy em, cùng xem nè, xếp ly nha. Rất là dễ thương luôn. Có viền trắng ở dưới nha, xếp ly. Ở trên là có những cái đường may rất là chắc trắng nha. Mỗi chiếc như vậy chỉ có 50.000 đồng nha, hàng của Việt Nam mình nha mấy em. Đây, một chiếc, hai chiếc và ba chiếc. Trong những đơn hàng trước là mình có quay cận cảnh những chiếc váy như thế này rồi ha. Thì nó đồng giá là 50.000 hết cho mấy em dễ có thể mà lựa chọn nha. 50.000 một chiếc váy như thế này. Thì bạn nào mà vòng eo từ 65 cho đến 70 là vừa nha. Mà trên 70 thì hơi chật một tí xíu nha. Nên mình lưu ý giùm chị nha ha, là khi đặt hàng nhớ để lại cho chị là số vòng eo của mình nha. Đó,
rất là dễ thương đúng không ạ? Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, tổng cộng chúng ta có ba cái váy màu đỏ và 50.000 đồng một cái nha. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thiện Kính, 73.000 đồng. Bạn này có đặt một cái bếp nhôm nè mấy em. Bếp nhôm này là có thể nấu ăn thật nha, 60.000 đồng một cái bếp nhôm như thế này nha. Chúng ta có thể nấu ăn thật được nha mấy em, nhưng mà cẩn thận giùm chị ha. Đừng có, nếu mà chơi với lửa đó là phải có ba mẹ nha, nếu không là sẽ bị cháy nổ đó nha em nha. 60.000 đồng một cái bếp nhôm nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Thiều Châu và Gia Hưng, cũng là đơn hàng may mắn của chúng ta. Yeah, Thiều Châu và Gia Hưng là đơn hàng may mắn trúng mini game nha. Và đây là món quà mà chị tặng cho bạn Thiều Châu và Gia Hưng nha. Một cái đèn bàn để xin chị thử xem nó có cháy không nha. Cháy rồi nè, mình có thể để trên bàn học của búp bê hoặc là làm móc á mấy em, mình treo khi nào mình ở trong bóng tối mình có thể sử dụng nó nha, rất là sáng nha. Đó, 9.000 đồng một cái này với lại một bịch heo pizza pit, có thể nấu ăn thật nha. Ở đâu chị lại nói lộn, nấu ăn giả thôi nha mấy em, cái này bằng muỗng nha, nấu thiệt nó sẽ bị chảy ra đó. Thì nấu giả bộ nha. Đó, một bịch heo nha, 5.000 đồng một bịch heo như thế này ha. Thì đây là món quà chị dành tặng cho hai bạn Thiều Châu và Gia Hân ha. Và trong đơn hàng của Thiều Châu và Gia Hân á, là bạn này đặt tổng số tiền là 98.000. Chúng ta hãy cùng xem đơn hàng của bạn có những gì ha mấy em. Đầu tiên thì bạn này đặt là một con búp bê mắt đá nè, mắt đá tóc vàng hồng, mặc bộ váy màu xanh có ren ở phía dưới nè, rất là dễ thương luôn. 35.000 một con mắt đá như thế này ha. Còn ba lô màu xanh, nó quằn quằn quịnh quịnh như thế này, rất là dễ thương nha. Lạ nữa nha mấy em, chữ B nè là 15.000 đồng một cái như thế này ha. Phụ kiện mới gồm có bông tay nữa nè, có vòng tay và vòng cổ nha. 5.000 đồng một cái giặt như thế này. Tiếp theo là một cái giá đỡ, giá đỡ này màu tím, có thể để cho búp bê đứng lên ha. 10.000 đồng một cái giá đỡ nha. Và đây là giây phút quảng cáo, mấy em muốn gọi điện đặt hàng hãy gọi 0937899707 để được đặt hàng nhanh nhất có thể nha. Và lưu ý giùm chị, khi mà mình nhắn tin trên Facebook nhớ để lại cho chị họ, tên, số điện thoại và địa chỉ để đầy đủ thông tin thì chị mới có thể là gọi lại cho mình để mà xác nhận nha. Đặc biệt là phải xin phép bố mẹ nha mấy em. Tiếp theo là đơn hàng của Quỳnh Ánh hay Quỳnh Anh đây, chị không nhìn thấy rõ nha, chắc là Quỳnh Ánh đó. 182.000. Đơn hàng này khá là dễ thương nha mấy em. Đầu tiên là một búp bê cô dâu nè mấy em, dòm xem y nó có cái lớp đằng sau, nó có độ lớp nha, và cực kỳ dễ thương luôn. Đây, mặc cái váy trắng nha, tinh khôi. Mấy em thấy váy này có đẹp không? Và bên chị còn có bán lớp riêng nữa nha mấy em, lớp riêng và hoa cầm tay nữa. Thì bạn nào á mà thích thì có thể gọi đặt hàng nha. Còn cái này là trong đơn hàng này của bạn đặt là có một em búp bê cô dâu là 47.000 một em nè, thêm một em tiểu thư, mắt đá tiểu thư á mấy em, cũng 47.000 luôn. Cô dâu 47, búp bê tiểu thư 47, mà cái đầm màu xanh nè, trời ơi màu xanh thật là dễ thương quá đi. Còn có cái dù nữa nè mấy em, cũng là dù xanh luôn nha, đi cùng tông với nó, ôi rất là dễ thương. 47.000 đồng. Và tiếp theo là một cái váy cổ trang nè, cổ trang hồng nha, sẽ là một nàng quý phi chẳng hạn trong chuyện cổ xưa đó. Màu xanh dương ở bên trong và màu hồng ở ngoài nha. 50.000 đồng. Ôi trời ơi, cái dây nịt này đẹp quá mấy em ơi. Qua wow, thật là dễ thương. Cái dây nịt đỏ này rất là đẹp nha. 50.000 đồng một bộ. Và bạn này còn đặt là một cái phụ kiện mới nữa nha, cũng phụ kiện trang sức đó mấy em, 5.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Như Quỳnh, 331.000.
Đầu tiên á là bạn này đặt là hai bịch kim tuyến sao trăng nha, lắp ra lắp đánh mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng, còn có 10 bịch tuyết nữa nè mấy em. Chúng ta cùng đếm nha. Tuyết mấy em lưu ý luôn giùm chị á, là tuyết hay là hồ đó là mình có chữ tuyết, chữ tờ này nè, hoặc là chữ hờ ha. Còn borax là không có chữ gì hết nha, để tránh nhầm lẫn khi sử dụng nha mấy em. Thì một bịch tuyết như vậy sẽ là 10.000 đồng. Chúng ta cùng xem có đủ không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ 10 bịch tuyết nha, mỗi bịch 10.000 đồng. Tiếp theo là 10 bịch borax nha, mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng nè mấy em. Xem này, nó không có chữ gì hết đúng không? Đó, như vậy mới là borax nha, còn có chữ là không phải là borax nha mấy em. Đó, sao nó mờ sao ấy nhỉ. Đây, 10.000 đồng, ở lộn 5.000 đồng một bịch borax không có chữ. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10. 10 bịch đủ nha em. Và tiếp theo là bạn này có đặt 10 chai hương ha. Mình có gồm có nè, 3 chai hương sữa nè, 3 chai hương dâu nè, 2 chai hương dứa nè, và 2 chai hương nho nè. 10 chai đủ nha em. Thì mỗi chai như vậy là 5.000 đồng hương nhỏ nha. Rồi, bạn này có đặt là 10 bịch cơm nữa nè. À, cơm trái cây nè, cơm sao nè, cơm tuyết, cơm tròn, cơm nơ, và thêm một bịch trái cây nữa, cơm tim, cơm kẹo hay còn gọi là cơm cầu vồng nè, và thêm một bịch cơm sao nữa. Ý, có mình có cơm chuột nữa nè em. Thì tổng của mình là 10 bịch đủ nha em. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bịch đủ ha. Và bạn này còn đặt là một cái bột phát sáng á mấy em. Bột phát sáng như thế này khi ta tắt đèn nè, nó mấy em thấy không? Đó, nó hưởng thụ chưa ít nha, khi chị tắt đèn thử nha. Đó, mấy em thấy nó sáng lên chưa? Đó, đó, đó là bột phát sáng nha. 20.000 đồng một bịch bột phát sáng nha. Còn cơm là 5.000 đồng ha. Thì bạn này còn có đặt là cái tô tượng đó, một sản phẩm mới của bên shop nữa nè. Cái này rất là hình con thỏ ha. Nè, chơi rất là vui nha mấy em. Bạn này có đặt là 3 bịch ha, mỗi bịch như vậy là 6.000 đồng á mấy em. Chơi rất là thích nha, chơi rất là vui nè. 3 bịch ha, chị lựa cho em 3 con khác nhau. Đó, em thấy chưa, rất là dễ thương nha. 6.000 đồng một bịch nha em. Tiếp theo là đơn hàng của Trương Thu Sang, 83.000 đồng. Đầu tiên thì bạn này có đặt là borax á, một bịch borax nè. Borax này là không có chữ gì nha, 5.000 đồng. Còn có 5 bịch móc nè, mỗi bịch như vậy á là 3.000 đồng một bịch nha. Móc là 3.000 đồng một bịch. Kim tuyến 3 hũ 5.000 đồng một bịch. 2 cái bịch phụ kiện mới nè, cũng là 5.000 đồng một bịch luôn ha. Còn có chìa khóa nè, chìa khóa này hay gọi là chìa khóa thành công, mở cánh cửa thành công đó mấy em. Đó, chị hay thường nói là như vậy nha. Cái này là 5.000 đồng một cái viết chì như vậy nha. Có hai màu này mấy em thấy không, một chìa khóa vàng, một chìa khóa bạc, là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Mong rằng mấy em sẽ học thật giỏi, bước qua năm học mới sẽ học thật thành công ha, và đạt học sinh giỏi nha. 5.000 đồng một cây bút chì, và còn có là bút hoa dẻo nè mấy em. Cái này cũng 5.000 đồng nha, để chị thử giấy cho mấy em nè. À, đơn hàng của mình đã đủ rồi nha em. Mấy em có hồi hộp xem câu hỏi mini game của ngày hôm nay là gì không? Chị thấy là mấy em rất là nôn nóng đúng không? Mấy em đã sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi, đợi chị đọc hết đơn hàng này rồi chị sẽ nói mini game của ngày hôm nay là gì nha. Đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay là đơn hàng của bé Bùi Ngọc Lan, 209.000. Rồi, đơn hàng của bạn Ngọc Lan á, Bùi Ngọc Lan là đầu tiên là có nè
3 bịch tuyết, tuyết là có chữ tờ, 10.000 đồng một bịch ha. 4 bịch cơm nè, 4 bịch cơm chị lựa ngẫu nhiên nha, mỗi bịch là 5.000 đồng ha. Gồm có cơm tim, cơm sao, cơm kẹo, cơm trái cây nha. 4 bịch cơm ha, thì có 2 bịch borat nữa nè, mỗi bịch là 5.000 đồng, cơm cũng 5.000 đồng nha mấy em. 2 bịch borat nè, bạn này còn đặt là 2 anh Ken. Ken rất là đẹp trai nha. Đó, anh Ken đầu tiên đây, rất là đẹp trai nha mấy em. Mặc đồ vest lịch lãm nữa nè. Anh Ken thứ hai cũng vậy luôn, rất là đẹp trai ha, 30.000 đồng một anh nha mấy em. Bạn này có đặt là 2 anh Ken. Đây, đó, 30.000 đồng một anh. Bạn này còn đặt là 2 chai hương, mỗi chai là 5.000 ha, hương dâu và hương sữa. 4 chai màu, màu hồng, màu trắng, màu vàng và màu này màu gì ta? Màu đen hay gì đó. Rồi, 4 chai, mỗi chai là chai nhỏ là 2.000 đồng ha. Bạn này còn đặt keo sữa nữa nè. Keo sữa nhỏ, mỗi chai như vậy là 4.000. Còn có Milo Cup, ăn rất là ngon, thơm thơm, bùi bùi, mà còn bổ dưỡng nữa, 4 viên, mỗi viên là 2.000 đồng. Cuối cùng là một cái tủ lạnh. Nghe xem, tủ lạnh lớn, tủ lạnh màu xanh nữa nè, nhìn là mát con mắt luôn. Đây, có 4 ngăn nha, 1, 2, 3, 4, mỗi ngăn đựng được rất là nhiều đồ ăn của búp bê đó. Mỗi, đây ạ, rồi, 15.000 đồng một cái tủ lạnh như thế này nha mấy em. Đơn là hàng Bùi Ngọc Loan cũng đã, Bùi Ngọc Lan chứ chị nói tầm bậy rồi, cũng đã quay xong, đó là đơn cuối cùng. Và tụi em có là mấy em á, mấy em có là nôn nóng câu hỏi mini em chưa nè, phải để lại cho chị nè. Cái thứ nhất á là mình phải vô đăng ký thành viên kênh Béo Út Chi Pi. Cho chị phải để lại cho chị làm, đầu tiên là mình phải mô tả quảng cáo, đăng ký thành viên, mô tả quảng cáo, và để lại họ thông tin đó mấy em, thường gọi là họ tên, số điện thoại và địa chỉ của mình, và trả lời câu hỏi sau đây của chị nha. Và câu hỏi mini game của ngày hôm nay là mấy em hãy kể cho chị 10 cái tên búp bê hiện có ở tại shop Bé Út Chibi nha. Phải là Bé Út Chibi nha mấy em. 10 cái tên của búp bê, 10 loại búp bê đó, mình thường nói là 10 loại búp bê nha. Và bây giờ chị chốt lại câu hỏi của mình là mấy em phải đăng ký thành viên kênh Bé Út Chibi, mô tả quảng cáo, để lại cho chị họ tên, số điện thoại và địa chỉ, và trả lời câu hỏi của mini game của chị là kể tên cho chị 10 loại búp bê mắt đá nha. Kể tên 10 loại búp bê, không phải búp bê mắt đá mà là 10 loại búp bê hiện có ở tại shop Bé Út Chibi nha. Còn mấy bạn nào á mà muốn đặt hàng kênh Bé Út Chi Pi thì có thể gọi 0937 899 707 để được đặt hàng nhanh chóng nhất có thể nha mấy em. Rồi, video của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc rồi mấy em ơi. Hẹn gặp mấy em vào đơn hàng của ngày hôm sau. Và chúc tất cả các em may mắn ha. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Bye bye và hẹn gặp lại mấy em nha.